lại. Anh thích em, thích thật đấy. Mình không muốn làm bạn thân của Phong nữa, mình muốn làm bạn gái của Phong. Tôi với Hạ Linh nó thân nhau từ lúc ở trong bụng mẹ luôn kìa. Mình đang còn đây là tình cảm của mình. Này, hai người thân nhau thật đấy à? Dạ, sẽ luôn ủng hộ tình yêu của hai người và sẽ luôn chúc phúc cho hai người luôn hạnh.